Chào lại các bạn, nhìn lại ba cái loại ba tàu tự giấy của mình nha. Ha ha ha, mình phải kể hết. Ok, vâng, xin chào anh em nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Mình tên là Thắng. Và hôm nay ở video này mình muốn show lại ba loại vũ khí ba tôn mà mình chế tạo từ các video trước. Ba tôn một loại vũ khí, một loại vũ khí tự vệ rèn luyện thể thao sức khỏe để mang đi đường. Và trên tay mình đây là loại ba tôn bằng ống nhựa và hai loại ba tôn mình chế ở các video trước. Các bạn biết đấy, đây là lần lượt, đây là ba tôn bằng giấy, ba tôn giấy nha, mình cuốn băng keo để lên nên nó màu đen thế này ấy. Đây là, còn đây cây này là cây này ba tôn làm bằng cây nứa này, còn đây là ba tôn làm bằng ống nhựa này. Cả ba cái bộ sưu tập ba tôn cho mình thực tế ra, và còn một cái bằng giấy nữa nhưng mà hỏng mất rồi. Thì ba tôn này mua, nếu mà mua ở trên mạng thì mất một khoản tiền. Mục đích những cái thứ ba tôn này làm ra là để mình giải trí và tập thể thao vậy thôi, chứ ba tôn này thì không thể đập được nát gạch cái gì hết. Đây các bạn xem đây, đó hầu như ba cái này tương đối bằng nhau hết. Các bạn có thể tự chế tại nhà, các bạn muốn biết cách làm thì có thể vào kênh của mình để xem lại cách làm ấy. Mình có video hướng dẫn làm ba tôn cả mà. Lần đầu thì chưa quen thì chưa biết cách làm đâu, nhưng làm ba thứ này thật sự rất là đơn giản cho ấy. Và các bạn thấy ở trên TV hay trên những bộ phim ấy mà sử dụng ba tôn này rất ít. Thường là trên phim thì người ta dùng gậy hoặc đao kiếm với súng với đánh võ, chứ đánh bằng ba tôn này thì rất là ít, với câu nhị khúc. Còn mình thấy bộ phim đánh bằng ba tôn thì mới thấy Trung Tự Đơn solo đánh nhau với Ngô Kinh thì mới dùng gậy ba tôn này thôi, còn bộ phim khác mình chưa thấy. Còn các bạn thấy rồi thì mình không biết đó. Ba tôn bằng giấy này làm lâu nhất này, vì nó tốn rất là nhiều băng keo đèn ấy, tốn vài cuộn. Các bạn có thể tận dụng giấy A4 thải ra cái nhà, các bạn có thể tận dụng để làm, hoặc các bạn có thể ra quán mua để làm. Còn loại bằng nứa này là các bạn sống ở những khu đô thị, thành phố thì khó mà kiếm ra lắm. Đấy, đâu ra cái nứa. Các bạn nông thôn thì chắc có nhiều nứa mới kiếm ra cái này. Cái nứa lại bán đây, rồi các bạn có thể tự ra chặt vào làm cái ba tôn. Đó, đơn giản với cái tôn bằng dính. Còn bằng ống nhựa PVC thì các bạn mua ngoài quán nữa cái, người ta bán đầy quán luôn. Ông này ông 32 này, ông này ông 27, ông này ông 21 này. Đó, cả ba loại để cho mình chế tạo ra hết. Đó, các bạn hôm nay mình cũng quay lại cho các bạn cùng xem lại thôi.
Thôi ông nói kết thúc video tại đây thôi. Có gì các bạn xem là đăng ký kênh cho mình. Cứ vào kênh của mình xem là nhiều còn nhiều video hay nữa nha. Còn nhiều video làm những đồ chơi hay nữa các bạn mà xem ủng hộ cho mình nha. Và nhớ đăng ký kênh cho mình luôn. Bye bye nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình một thời gian qua nha.